Những nụ cười dễ thương, những món ăn rất là ngon. Có món cá nướng nè, có tất cả các loại ốc nè, có mắt cá ngừ nè, rồi cháo hào nè, rồi cơm gà nè, bánh canh nè, bún cá nè. Hãy cùng chú Cường khám phá ẩm thực Tuy Hòa coi có những điều gì đặc biệt nhé. Ở Tuy Hòa của mình thì quá nhiều món ăn ngon, nên là mình sẽ cập nhật một số cái món ăn tiêu biểu nhất, chứ không thể nào mình cập nhật tất cả các món ăn được. Tại vì nếu như vậy thì mình làm không biết bao nhiêu phần luôn á. Thì ở Tuy Hòa là mình sẽ làm 2 phần, nhưng cả nhà nhớ đón xem trọn bộ 2 phần món ăn ngon của mình ở Tuy Hòa nhé. Điểm đến đầu tiên của mình là một quán ốc không có tên, nhưng cả nhà ở sát bên địa chỉ là 229 Lê Trung Kiên. Cái này chỉ bán theo phần hả? Cái này ốc lấy cho em một phần này. Con kia con hến hả ta? Lấy một phần hến với lại một phần này. À, hương. Nghĩa là dừa. Dạ. Hương nghiêu. Dạ. Qua hến. Quán này là vô tình mình biết thôi cả nhà, có nghĩa là mình đi tháp nhạn á. Sau đó mình từ tháp nhạn mình đi thẳng đường Lê Trung Kiên thì mình sẽ ra gặp được cái quán này phía bên tay trái luôn nha. Phần bao nhiêu vậy? Phần đây là 30, còn mấy loại đây là 20. À. Thì cái loại. Ai mà là tín đồ hải sản thì nhìn cái những cái phần ốc như vậy thì không thể nào mà cưỡng lại được cả nhà. Ở đây thì chỉ có ốc hương là 30.000 một dĩa thôi, còn tất cả còn lại là 20.000 đồng hết. Ốc hương thì luộc hấp xả, còn cái phần ốc len thì xào dừa. Hến thì mình xào vào và mình để một chút xíu ớt, ăn cái vị là mặn mặn, ngọt ngọt mà cay cay, rất là ngon luôn. Cả nhà thấy không, rất là hấp dẫn luôn. Một mình ăn nên mình kêu 3 dĩa thôi, 3 dĩa này giá chỉ có 70.000 đồng thôi cả nhà. Có một điều mình không có nói ra, nhưng mà bây giờ mình sẽ nói cho cả nhà, có nghĩa là mình ăn 3 dĩa này, sau đó là thấy ngon quá mình kêu thêm 2 dĩa nữa. Và mình cố tình luôn là mình coi có con ốc nào bị hư bị thối hay không, nhưng mà rõ ràng là không có con ốc nào cả nhà, tất cả là đều rất là tươi và ngon. Ở đây thì mình ăn kèm với lại nước chấm, có hai loại nước chấm, một là kiểu là mắm gừng, hai là cái kiểu là muối ớt đỏ. Cá nhân mình thấy thì nước chấm nào nó cũng rất là ngon, rất là đặc biệt luôn nha cả nhà. Và cá nhân mình ở đây mình đánh giá luôn cái quán này cũng phải là 9 trên 10 điểm. Vừa sạch sẽ nè, rồi vừa thơm ngon nè, và rất là rẻ luôn. Sau hơn 15 phút mình cũng đã chiến đấu hết tất cả các loại ốc ở đây nha cả nhà. Và đặc biệt ở đây là có cái phần mà nước rửa tay nè bằng cái chanh nè. Rất là tâm lý, và trà đá là tất cả là đều miễn phí hết nha. Món ăn tiếp theo mình muốn giới thiệu cho tất cả các bạn luôn là món cháo hào. Thật sự thì mình đi khuyên đợt trước mình có làm clip cũng là có cập nhật cháo hào này rồi. Là cháo hào ở địa chỉ là 373 đường Nguyễn Huệ. Không phải tự nhiên mà lúc nào mình cũng giới thiệu cho mấy bạn cái quán này đâu. Tại thứ nhất là cái quán này rất là sạch sẽ, đẹp. Thứ hai nữa là đồ ăn rất là ngon và giá cả cực kỳ phải chăng luôn. Một tô đầy đủ đặc biệt của mình có giá chỉ 35.000 đồng thôi. Có một đống hào, rồi thêm trứng nè, rồi có tôm nữa, nói chung là rất là rẻ và phải chăng luôn. Gia vị mình kèm ăn theo là có ớt hoặc là tiêu, tùy theo thôi nha. Tại vì ớt và tiêu thì để sẵn trên bàn, và mình sẽ chấm kèm với lại nước mắm sống và ớt sắc lát. Quán mở cửa lúc 5:30 sáng và kết thúc lúc 21 giờ nha. Tiếp theo nữa là một quán cháo hào nữa, là địa chỉ là 363 đường Lê Lợi. Đây được xem là cái quán lâu đời nhất ở Phú Yên luôn, là chuyên bán cháo hào. Quán thì cũng không có tên gì hết, nhưng mà lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp du khách đến ăn. Về đậu ngon thì mình thấy hai quán cháo hào là như nhau, nhưng mà quán ở bên đường Nguyễn Huệ thì mình thấy nó mới hơn, nên mình hay ăn ở bên đường Nguyễn Huệ hơn. Tiếp theo mình sẽ dẫn cho mấy bạn đi ăn món bánh bột lọc ở trong chợ Tuy Hòa nha. Quầy của chị này ngồi là ngay cái cửa ra vào ở chợ luôn. Ngoài bánh bột lọc thì chị có bán thêm là bánh bèo nóng nữa, và giá đây là 10 đến 25.000 đồng thôi. Mai mốt chắc là mình thử thách là lấy 50.000 đồng đi ăn sập chợ Tuy Hòa quá, tại vì giá ở đây là rất là rẻ. Đây cả nhà thấy một phần bánh bột lọc của mình nghĩ chắc là khoảng 20 cục á, bao gồm là nhân tôm và nhân đậu, nhưng mà nhân đậu chỉ có mấy cái thôi, tất cả là nhân tôm hết. Mình rất là thích cái phần vỏ bánh rất là dẻo, còn phần tôm thì nêm nếm gia vị rất là vừa ăn. Tiếp theo là mình dẫn cho mấy bạn đi ăn một món là cá ồ nướng nha cả nhà, nằm ngay góc đường là Nguyễn Văn Linh với lại đường Lạc Long Quân. Cái này thì khá xa trung tâm thành phố nha, do là mình đi từ Nha Trang đi vào Phú Yên á, nên mình mới thấy được cái chỗ này. Ở đây thì chỉ là một cái xe đẩy và hai vợ chồng anh chị này bán thôi, giá là 30.000 đồng một con và không có chỗ ngồi ăn nha cả nhà. Mình mua mình đem về ăn và mình sẽ đem về khách sạn mình ăn nha. Khi mà nướng cá thì cái phần gia vị là sẽ được nhét vào cái mình cá bằng cách là sẽ dọc mấy cái đường theo thân cá. Bây giờ mình sẽ múc ban cái món là cá ồ nướng nha cả nhà. Đây là mình ngồi phía trước ngoài ban công khách sạn mình ở nè. Do cái chỗ bán cá ồ nướng nãy mình quay là nó không có cái bàn ghế ngồi,
chỉ mua đem về thôi, nên là bây giờ mình ra ban công mình ngồi nha. Đây mình mua 2 con 30.000 một con cả nhà. Thì quê mình kêu cá biển thôi, nhưng mà ở đây đúng cái tên của nó là cá ồ nha. Thì ăn với lại cái phần rau nè, mình thấy rau tùm lum thứ nhưng mà có trái cà này nữa cả nhà. Không biết mình ăn có trái cà này có được hay không. Còn cái phần nước chấm này nó rất là đen thùi lùi, mình không biết đây là cái gì luôn á. Nhưng mà để ngồi chấm thử cái vị như thế nào nha. Đây để bây giờ mình thử miếng rau trước. Thử nha. Nó có vị rồi, chua chua ngọt ngọt mặn mặn. Mình nghĩ là phần mắm á. Cá này mình thấy rất là hấp dẫn, để mình thử một miếng coi nha cả nhà. Chấm miếng này. Nói chung cái phần này 30 ngàn là mình thấy rất là ok. Mình thấy cái cá này nướng rất là tươi luôn, kiểu là cá tươi bắt lên nướng liền á cả nhà. 30 ngàn một con như này rất là ok nha. Con cá nó rất là bự luôn á, một người ăn một con thôi. Mình mua tới 2 con là hơi bị nhiều rồi nè. Đây là lần đầu tiên mình ăn thử trái cà sống nha, chưa bao giờ mình ăn thử mới được. Món cá này ăn rất là ngon và mình nghĩ là có một lon bia nữa thì đúng bài luôn á nha. Tiếp theo là mình dẫn cho mấy bạn đi ăn quán Thúy, món bún cá sứ ở địa chỉ là số 54 đường Nguyễn Trãi. Thực sự thì đây chỉ là một quán lề đường thôi nhưng mà bán ăn rất là ngon luôn. Quán mở cửa là từ khoảng là 16 giờ chiều đến khoảng là 22 giờ đêm. Cả nhà thấy có ở ngoài cái quán lề đường nào mà cái lon nó sạch sẽ vậy không? Cái nắp là cực kỳ sạch luôn, mình không thấy một miếng bụi nào luôn cả nhà. Đây là một tô bún cá sứ nè, giá chỉ có 25 ngàn đồng thôi nhưng mà rất là nhiều topping luôn. Có 4-5 cục sứa gì đó, cục sứa rất là bự luôn. Theo mình có biết được thông tin thì quán này có diễn viên Nhan Phúc Vinh với lại là Nhã Phương đã từng ghé quán này ăn rồi, nên là chắc chắn với mấy bạn luôn là quán ở đây là rất là ngon nha. Tiếp theo một cái món mà mình sẽ giới thiệu cho mấy bạn nhưng mà mình sẽ không có nói địa chỉ, lý do là bất kỳ một con đường ngõ hẻm nào ở Phú Yên mình cũng sẽ bắt gặp, đó là món bánh canh. Bánh canh thì mình sẽ có hai loại là bánh canh hẹ hoặc là bánh canh chả cá. Và giá ở đây là tầm khoảng là 15.000 đồng đến 40.000 đồng. Thường thì những quán mà vỉa hè thì có giá là 15 đến 20.000 đồng. Còn những bạn nào mà vô cái quán mà nó xịn hơn chút xíu thì có giá là từ 30 đến 40.000 đồng. Lúc nào cái tô bánh canh thì cũng sẽ có bao gồm là 1 đến 2 cái trứng cút như cả nhà. Rồi chả cá và phần bánh canh thì bánh canh một là nấu cái nước dùng nó sành sạch, hai là nước dùng mà nó lỏng như kiểu là canh. Theo mình thấy thì có nấu theo cái hình thức gì thì nước dùng cũng rất là ngọt, và đặc biệt là ngọt là từ theo cái vị cá biển ở cả nhà, ninh từ xương cá, thịt cá nên rất là thanh đạm. Nói với mấy bạn vậy thôi chứ thật sự thì mấy bạn có thể ăn cái quán xịn giống như là quán Đất Phú ở địa chỉ là 169 đường Lê Thánh Tôn, hoặc là quán Thí lúc nãy mình nói, hoặc là trong chợ Tuy Hòa, hoặc là bất kỳ một cái con đường ở hẻm nào từ sáng, trưa, chiều, tối mấy bạn đều có thể bắt gặp được nha. Cả nhà thấy cái tô mà bánh canh hẹ của mình chất lượng hơn cái cục chả cá rất là ngon, tới nỗi là mình mua 6 cục ăn thêm nữa cả nhà. Mỗi cục có giá là 5.000 đồng và cái quán này là nằm ở trên đường mà mình đi gần Đá Đĩa cả nhà, nên là mình cũng không có nhớ được là nằm địa chỉ ở nào, tại vì mình thấy là mình cứ tấp vô ăn thôi, nhưng mà cái chả cá rất là ngon. Nãy giờ mình giới thiệu cho mấy bạn là một số món rồi đó, thì mình sẽ kết thúc phần 1 ở đây nha. Phần 2 mình sẽ tiếp tục những món mà ăn chơi và ăn nhậu nha cả nhà. Cả nhà mình nhớ đón xem nha.